Mấy ngày nay, những cơn mưa thường đột ngột đổ xuống thành phố Giang Nghĩa vào những buổi chiều tà, khiến cho cảnh sắc nơi đây không ngừng biến hóa, trong khi mặt trời dần dần tắt nắng dưới chân trời xa xa. Nhà nhấp ảnh Trần Vĩnh Phong dùng cách quay video Time Blast ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn sau cơn mưa tại làng Đà hai ngày liền ở cùng một góc độ, cùng một cảnh sắc, nhưng cảnh những đám mây bay lượn trên không trung với muôn sắc màu thay đổi liên tục khiến con người say mê. Còn anh Lưu Bác Văn thì cũng ghi lại cảnh đẹp vào ban đêm của Gia Nghĩa khi thành phố lên đèn. Sau cơn mưa dòng, những ngọn đèn như sáng rực hơn, điểm vào màn đêm những sắc màu rực rỡ. Cảnh vật ban đêm của Lan Đàm cũng được thu vào ống kính. Những tòa kiến trúc, ánh đèn rọi trên mặt hồ tuyệt đẹp. Mấy hôm nay tại khu Giang Nghĩa thường có mưa dòng Nhếp ảnh gia Lù Bác Văn đã quay lại cảnh vật ban đêm của thành phố Giang Nghĩa sau những cơn mưa chiều này.